Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món siro dâu tằm. Siro có mùi thơm, mát lạnh, trái dâu tằm ăn dẻo, chua ngọt rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái siro dâu tằm á các bạn, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là 500g dâu tằm ha. Hình như là đang có mùa đó, mình thấy người ta bán rất là nhiều luôn. Dâu tằm khi mà các bạn mua thì các bạn nên lựa nó có hai loại nha các bạn. Mà các bạn nên lựa là một phần là trái chín, một phần là trái mà nó đỏ đỏ như thế này. Nó hùm hùm như thế này ha thì nó sẽ ngon nha. Đó thì mình mua là có hai luôn nè, cả hai loại luôn nè, là nửa ký nha các bạn. Ngoài dâu tằm ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 300g đường phèn và một xíu muối. Ok ha, thì cái dâu tằm này khi mà mua về bây giờ mình đã sẽ đi rửa rồi các bạn ngâm nước muối cho mình nha, ngâm khoảng 10-15 phút gì đó cho nó sạch luôn. Rồi ở đây là mình chia ra làm hai loại ha các bạn, thì mình lựa ra ví dụ như những cái trái dâu mà nó hùm hùm nó ra đỏ như thế này nè thì mình lấy nó ra nó cỡ khoảng 50g đến 100g ha. Cái đường mà mình sử dụng á nó là đường phèn nên thời gian nó tan nó sẽ lâu hơn là các bạn sử dụng những loại đường khác ha. Ví dụ như các bạn dùng đường cát á thì các bạn để khoảng chừng 1 tiếng thôi là nó tan rồi. Nhưng mà với cái đường phèn này các mình sẽ mất cả khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi nha các bạn, nó mới tan được. Đó thì nói chung đây là một thức uống ngon, có vị chua ngọt, dễ uống. Và có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe luôn ha. Mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại ha. Mình đem ra ngoài nắng mình phơi tầm cỡ khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Sau khi mà các bạn đã ướp đường nó khoảng 2 tiếng rồi đó thì bây giờ mình cho vào trong chảo mình nấu lên ha. Thế mình tráng một ít nước á để cho nó cái đường này nó ra hết trong cái thau luôn. Rồi ha, bây giờ mình sẽ để lửa vừa nha các bạn. Mình sẽ nấu cho cái dâu tằm này nè nó cỡ khoảng 15 đến 20 phút ha. Rồi trong thời gian mình đi nấu cái phần dâu tằm á thì mình sẽ đi sơn cái phần dâu này luôn ha các bạn. Như ở nhà mình làm á thì mình làm bằng đường phèn đó cho nó ngon ha, cái vị ngọt của nó thanh. Còn ví dụ như các bạn mà không có đường phèn các bạn dùng đường cát vẫn được nha, hoặc là đường vàng vẫn được luôn. Thì cái này mình sẽ sơn, mình sơn làm cái kiểu dạng mứt á các bạn, thì mình ăn cái trái dâu tằm nó sẽ có cái độ dẻo rất là ngon ha. Đó thì khi mà các bạn pha nước á, một ly nước như vậy các bạn múc cho mình nó khoảng 1 đến 2 vá nước dâu tằm rồi thêm khoảng 2-3 trái dâu mứt nữa, ăn nó dẻo dẻo, vị uống chua chua ngọt. Rất là ngon ha. Mình cứ nấu cho cái đường này nó chảy ra từ từ nha. Đây ha, lúc này các bạn thấy cái phần đường mình á nó chảy, nó gần chảy ra rồi nè, thì mình cứ đảo ha, chờ cho nước đường á nó tan ra hết, nó thấm vào trong cái trái dâu thì trái dâu mình sẽ có cái độ dẻo ha. Hôm nay công thức mình làm á thì nó ít thôi à, nó có nửa ký à, nên là các bạn thấy nó ít ha. Tại vì bữa giờ là mình làm cho các bạn rất nhiều món nước rồi, ví dụ như là trà dâu nè, rồi thơm ngâm đường nè, rồi trà mãng cầu, hoặc là cái trà dưa lưới nữa ha, nên là hôm nay mình làm công thức ít thôi. Mà ví dụ như các bạn thích uống á thì các bạn làm cho nhiều hơn ha. Mình dùng, nếu mình dùng 1 ký dâu tằm thì các bạn cứ nhân cái công thức lên, 1 ký dâu thì các bạn dùng cho mình nó cỡ khoảng 600g đường ha. Đây lúc này các bạn thấy cái trái dâu tằm của mình nè các bạn, nó bóng lên như thế này rồi ha, mà rất là dẻo nè, là lúc này được rồi. Thì tiếng nếu mà tính tổng thời gian thì nó cỡ khoảng 20 phút nha, là các bạn sơn cái phần dâu này nè với lại đường. Ok ha, bây giờ mình sẽ trải nó ra rồi các bạn để cho nó khô, nó ráo, nó nguội từ từ luôn ha, để mình làm mứt á. Nên các bạn trải nó ra để cho nó nguội ha, nó nguội để cho nó dẻo. Còn cái phần nước đường còn dư thì mình sẽ chế nó vào trong cái phần dâu tằm mình nấu luôn ha các bạn, không có bỏ ha. Để ha, cho hết cái phần nước đường vào đây luôn. Dâu tằm sau khi mà nấu xong rồi, bây giờ mình sẽ cho nó qua cái rây nha, để mình lọc lấy cái phần nước thôi. Dâu này thì ngoài các bạn pha nước uống ra, các bạn có thể làm bánh được nha, làm bánh, làm kem đồ đều được nha các bạn. Và ví dụ như nhiều người bị mất ngủ thì có thể là mình làm cái dâu tằm này nè để mình uống kiểu như mình pha rượu các bạn uống thì nó sẽ trị được mất ngủ nữa. Nên mình rây cho hết cái phần nước nha, mình lấy được cái phần nước dâu tằm bên dưới nè. Mình sẽ để cho cái nước dâu tằm này nó nguội ha, rồi mình cho cái phần mứt và cả cái phần trái dâu nè mà mình đã nấu cho vào. Tại vì nó còn nóng như thế này mà các bạn cho vào luôn thì nó sẽ bị mềm ha, nó mềm, nó nhũng lắm, ăn nó không ngon. Rồi ok ha, vậy là mình đã thu được cái phần nước dâu tằm này nè các bạn. Các bạn để cho nó nguội thì nó sẽ còn sánh hơn nha, tại vì nó còn nóng, nó các bạn thấy nó lỏng vậy đó, nhưng mà nó nguội thì nó sẽ còn sánh đặc hơn nữa nha.
Đây ha, mình cho hết cái phần dâu tầm á, mà mình đã sên đó các bạn, mứt dâu á và cả cái phần trái dâu á vào trong hũ ha. Xong rồi mình sẽ cho cái phần nước cốt dâu tầm lên. Cái này thì các bạn nếu mà mình có tủ lạnh á thì mình bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh, các bạn có thể để khoảng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu mà mình để bên ngoài á thì các bạn để được khoảng 1 tháng nha. Nên mình chừa lại một ít đi, lát nữa mình hướng dẫn cho các bạn pha nước dâu tầm uống. Đó, thì cái nước dâu tầm sau khi nấu xong để nguội các bạn sẽ thấy không, nó có độ sánh đặc á các bạn. Rất là ngon ha. Thì một ly nước các bạn múc cho mình nó tầm cỡ khoảng 1 đến 2 cái muỗng nước dâu tầm là ngon rồi. Rồi mỗi một cái ly như vậy các bạn múc thêm cho mình đó là một muỗng nước lọc nữa nha. Hoặc nếu mà các bạn không có dùng nước lọc thì các bạn dùng trà. Mỗi một cái ly như vậy thì các bạn sẽ dùng cho mình là 50ml cốt trà nha. Trà thì các bạn dùng trà Lipton, trà túi lọc hoặc là trà hồng trà, trà Cozy gì cũng được nha các bạn. Rồi mình bắt vào đây thêm nửa trái tắc nữa, tạo thêm cái độ chua và mùi thơm cho nó. Ly của mình dùng là ly 400ml nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần dâu tầm lên đây ha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách làm siro dâu tầm. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món siro này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.